Xin chào. Một hai. Hello, chào cả nhà. Không biết nó bị cái gì á, nó bị rè 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 đó, cái dây á, cái dây nó hơi bị rè rè. Ok, xin chào cả nhà. Thấy cái tiêu đề rồi phải không? Ừ, cả nhà thấy cái tiêu đề rồi phải không? Chào Nguyệt nè, chào Hà Thu nè, chào Mỹ Châu nè, Hà Cẩm nè, Vũ Yến. Đáng lý ra là ngày hôm nay là ngày đầu tiên của mình live ở bên công ty Sam, công ty S365. Nhưng ngày hôm qua thì tính dọn suốt, chuẩn bị trước, setup sẵn để bữa nay mình live. Nhưng bữa nay 12 giờ trưa thì bên công ty gọi tới là chính thức là cancel hợp đồng, hủy hợp đồng nha. Công ty chính thức hủy hợp đồng. Ủa sao nó bị méo méo vậy ta? Bị méo méo bên nào ta? Thì chỉnh lại. Chỉnh cho nó đẹp lại coi. Ok, lý do tại sao mà cái hợp đồng đã thống nhất với nhau rồi và ngày hôm qua thì tính đã set up xong hết rồi, nhưng mà lại bị hủy vào lúc 12 giờ trưa nay, thì có lẽ là tính sẽ cho cả nhà biết cái lý do tại sao. Nhưng mà không có sao, không phải của mình, có tranh giành cũng chị cũng chỉ vậy thôi, đúng không? Bây giờ Tiến nói thì rõ hết chưa cả nhà? Chào Jessie nha. Tiến nói đời này nọ rõ hết chưa? Mình ổn định cái âm thanh nè. Đó. Tính nói rồi, tới khi nào mà hại mình như thế nào mà mình không còn được ca hát và bịt cái miệng của mình lại. Mình không còn được lên YouTube để mình gặp gỡ cả nhà và mình chia sẻ với cả nhà thì lúc đó mình mới sợ. Chứ còn bây giờ thì chuyện đối với mình là chuyện rất là bình thường, không có gì gọi là quan trọng hết. Mặc dù cái chuyện mà cái hợp đồng bị hủy mình thật sự là bất bất ngờ, rất là bất ngờ. Nhưng mà mình nghĩ rằng sau khi mình thấy được cái những cái thông tin và những cái tin nhắn cũng như là những cái dòng bình luận đồ này nọ đó, thì mình hiểu cho bên công ty và mình chấp nhận không có buồn phiền gì hết, bởi vì đó là một cái business của người ta mà. Và nếu mà
người ta nhận nhiều cái ý kiến và nhiều cái bình luận đồ này nọ vô, và đưa những cái bình luận mà công kích mình suốt thời gian vừa qua gửi cho bên công ty luôn, thì người ta cũng phải sợ chứ, ai mà không sợ. Đưa những cái bình luận mà công kích mình suốt thời gian vừa qua và đưa luôn cả những cái clip đồ này nọ vô và cho rằng mình đang bị cộng đồng tấn công rất là dữ, và nếu mà họ cộng tác với mình thì cái doanh nghiệp của họ sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, và sẽ tẩy chay cái nhãn hàng S365. Cho nên công ty người ta quyết định là hủy hợp đồng vô điều kiện. Nhưng mà những cái thông tin mà đưa vào trong 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 cái website cũng như là email và những cái tin nhắn với chị Ngọc Hồ á, thì những cái đó thì hầu như là mình đã xem trong suốt thời gian vừa qua rồi. Và sau khi mà Tính đã công bố là Tính đã cộng tác với bên Sâm thì vẫn còn tiếp tục có những cái status kể tội đồ này nọ, nhưng mà không có quan trọng. Nhưng mà quan trọng nhất là một cái thông tin, và Tính nghĩ rằng đây chính là cái quan trọng và cái chính để cho bên công ty người ta quyết định là người ta ngưng. Rồi, cả nhà sẽ đọc. Bởi vì đây là Tính nghĩ rằng cái tin nhắn này là cái tin nhắn chính, và đây là cái lý do gọi là đủ điều kiện để cho người ta hủy hợp đồng. Tính không có, nói chung là mấy cái kia không có lấy, chỉ có giữ một cái này để về cho cả nhà thấy, và cái lý do chính là tại sao, và đây là cái quan trọng nhất. Những cái kia thì không có thành vấn đề, nhưng cái này bắt buộc người ta phải hủy cái hợp đồng với mình, bởi vì người ta không muốn ảnh hưởng tới cái business, và nhất là người ta bị gán ghép và áp đặt. Quý vị sẽ đọc thử cái bình luận dưới một cái status của một người nào đó, và cái bình luận này thì theo như quý vị, ban tổ chức người ta có, bên công ty người ta có hủy hợp đồng là có hợp lý hay là không. Với một cái name, một cái tên là Văn Bi Nguyễn, bình luận ở dưới một cái status của Võ Việt Bân, họ ghi rằng: tôi vừa thấy trên Facebook mới của Lê Tính đang khoe đang cộng tác làm ăn với bà Chùm Ba Que phản động. Như vậy Thám Tử Cao thân với Lê Tính thì Thám Tử Cao cũng là liên hệ với phản động. Sau đây là lý lịch của người đàn bà trong Facebook Lê Tính. Bà là chủ của Sâm Quan Giả Ngọc Hồ, người đã đầu tài trợ cho những tên Ba Que phản động chuyên chống nhà nước Việt Nam như Trương Quốc Huy của N10 TV và nhiều lắm quý vị. Nhiều lắm quý vị. Tôi không hiểu là họ dựa vào đâu, bởi vì chị Ngọc Hồ là một cái người ở đây, là một cái doanh nghiệp, và tất cả những cái chương trình từ thiện, những chương trình YouTuber, những gì của cộng đồng người Việt ở đây xin chị tài trợ, nhờ chị tài trợ và chị ủng hộ, chị sẵn sàng chị giúp hết. Chị mới tuần vừa rồi thì chị mới bảo trợ cho cái show Trấn Thành, một cái show lớn ở trên San Jose, một cái show lớn ở trên San Jose là miền Bắc Cali, cái show Trấn Thành là chị Ngọc Hồ là người bảo trợ cho cái show Trấn Thành. Cho nên chị Ngọc Hồ là không có phân biệt chính trị hay là không chính trị, và chị cũng không cần biết là các bạn, các anh em đó cần chị bảo trợ để đưa tên chị lên hay là gì hết. Họ chỉ nhắn là: chị ơi, bảo trợ cho tôi cái chương trình này, giống như cái kênh YouTube của Tính cũng vậy. Thì chị sẵn sàng bảo trợ, và chị cũng không biết nội dung của các bạn kia là họ nói về cái gì và họ làm việc về cái gì, bởi vì chị không có thời gian để chị theo dõi. Một một cuộc hẹn thôi mà tôi phải hẹn 2 tuần tôi mới gặp được chị, bởi vì chị rất là bận, thưa quý vị. Chị Ngọc Hồ chị rất là bận. Và nhiều khi các em, các anh em ở đây, những người làm YouTube, những người quay phim, những người làm cái này cái kia, ai cần thì chỉ sẵn sàng chỉ giúp, và chỉ cũng không cần phải kêu tên chỉ lên, và cũng không cần đưa 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 tên chỉ vào trong cái quảng cáo của họ nữa. Lúc đầu thì tôi nhìn thấy những cái tin nhắn bình luận mà họ bỏ vào thì tôi
tôi mới không có quan trọng mấy, nhưng mà tới cái phần này thì rõ ràng bắt buộc là mình phải chấp nhận thôi, bắt buộc mình phải chấp nhận thôi. Họ đã thành công rồi đó, họ thành công vì truy cùng, không phải là đuổi tận mà truy cùng giết tận. Nhưng đối với Tính thì Tính đã nói rồi, cái Tính sợ nhất là không còn cơ hội để được lên YouTube để hát cho quý bà con cộng đồng nghe, để chia sẻ những cái điều trong cuộc sống, những cái hoàn cảnh khó khăn, và nhất là những cái thông tin sai lệch bịa đặt về thân phận của Hồng Ron. Còn ngoài ra tất cả chỉ là gọi là có cũng được, mà không có thì cũng không sao. Tôi đã dừng lại, và trong thời gian qua tôi lóc luôn cả cái Facebook Andy Lê luôn. Bởi vì tôi đưa những cái quảng cáo của công ty S365 vô là họ vô họ tấn công ở dưới biết bao nhiêu cái bình luận. Rồi tôi hẹn, tôi làm một cái banner, tôi hẹn hẹn gặp ngày mai nha, rồi nó cũng vô, nó cũng nói rằng gặp người này người kia nha, đồ này nọ. Còn bằng chứng hết, và tôi sợ ảnh hưởng tới cái công việc, cho nên tôi lock luôn, tôi ẩn luôn cái Facebook Andy Lê để tôi không có muốn cãi cọ qua lại nữa. Nhưng bây giờ tôi hỏi quý vị nè, một cái công ty người ta đang ủng hộ, đang giúp và đang bảo trợ cho tôi với cái hợp đồng là quảng cáo sản phẩm trong vòng 1 năm. Và như quý vị đã biết, tất cả những cái banner, những cái logo tôi đã tốn tiền, tôi làm suốt mấy ngày qua luôn, kể như là bây giờ bỏ hết. Nhưng đối với những người như vậy, và rõ ràng là chị Ngọc Hồ, trong những cái kênh mà tụi nó kể, chỉ lên chỉ bảo trợ chứ chưa bao giờ chị xuất hiện trên những cái kênh đó, chưa bao giờ chỉ lên chỉ nói cái gì trên những cái kênh đó, và thậm chí chị cũng không biết cái kênh đó là như thế nào, chỉ biết kênh đó của em Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn C thôi. Nhưng bây giờ tôi hỏi quý vị, nó dùng cái chữ là trùm trùm ba que phản động. Bây giờ ai ở miền Nam Cali đi ra tiệm Sâm Quan Giả S365 của chị Ngọc Hồ nằm trên đường Garden Go, có thấy một cái dấu hiệu gì của trùm phản động ba que hay không? Nếu nếu tới cái tiệm Sâm Quan Giả của chị Ngọc Hồ trên đường Garden Go, khu của Korea, khu Đại Hàn, nếu thấy có một cái dấu hiệu gì, một lá cờ hay một cái gì mà nói về phản động trùm ba que, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Một cái tiệm sâm của người ta hoàn toàn không treo cờ không gì, và một cái doanh nghiệp có từ lâu đời, và như tôi đã thưa là cái doanh nghiệp này làm trực tiếp với bên Hàn Quốc chứ không có qua trung gian. Hàng tuần ngày thứ hai, nhiều khi tôi lên trên đó tôi họp, tôi vẫn gặp các anh Hàn Quốc. Hàn Quốc là người Hàn, là người 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 không có like luôn á nha quý vị, Korea hẳn luôn á. Tôi đã từng gặp biết bao nhiêu người, và cái ở dưới Võ Việt Bân bình luận trả lời là ôi sợ thế. Rồi con người này mới nói là cứ mở cái N10 TV mừng nút vàng sẽ thấy bà Ngọc Hồ trong hình. Có nghĩa rằng người ta bảo trợ thì cái giống như tôi, thí dụ như bây giờ Tâm Từ Tâm tặng cho tôi mày một món quà gì đó, tôi cũng phải lên tôi công bố tên của Tâm Từ Tâm lên. Chị Linh tặng cho tôi một món quà gì đó, tôi cũng phải công bố lên. JC cũng tặng cho tôi những cái bịch mít sấy khô rồi, tôi cũng phải đăng, tôi cũng phải nói lên. Và người ta chưa bao giờ xuất hiện, và người ta chưa có ngồi trên cái kênh đó, người ta nói, người ta chỉ biết bảo trợ để giúp cho các em Úc. Và hầu như chị Ngọc Hồ ở đây, ai tổ chức chương trình gì, từ thiện hay bán vé hay live show hay là gì, chị cũng sẵn sàng chị giúp, và chị cũng không biết là cái chương trình đó nội dung như thế nào và có cần quảng cáo cái sản phẩm của chị không, không cần thiết luôn. Tôi làm ở bên này, tổ chức biết bao nhiêu show cải lương ở bên này, show nào chỉ cũng là người bảo trợ. Và nhiều khi tôi thưa với quý vị rồi, mua 2 bàn mà không biết là có đi hay là không. Và nhiều khi chỉ mua vé rồi chỉ không đi, ngày hôm đó chỉ gọi thôi em ơi em lấy bàn đó em bán cho người khác đi, còn tiền chị trả cho em rồi đó, em cứ giữ đi coi như chị bảo trợ cho em. Mẹ tôi á thì bà khóc ô hu rồi chưa giờ, nhưng mà tôi thì tôi nói không có cái gì hết trơn á, bình thường. Không phải của mình, còn tranh giành cũng chẳng có được đâu.
Cái vấn đề ở đây nếu ngươi nói người ta là chùm ba que là phải chụp hình người ta đi ra đường, người ta biểu tình, hay là người ta cầm cờ, người ta vẫy, hay là người ta la, đã mới là trùm được. Mới là trùm được chứ ở đâu ra mà đi gán ghép và gửi rất là nhiều thông tin. Nhưng có cái này là tôi chọn ra. Và luôn cả những cái bình luận trong suốt thời gian vừa qua họ công kích tôi. Họ công kích tôi và họ gửi hết cho bên công ty. Và tôi chọn ra cái này để tôi đăng lên bởi vì rất là nhiều. Nhưng mà tại vì cái này là cái lý do chính đáng để tôi chấp nhận cho họ hủy hợp đồng mà tôi không lên tiếng và cũng không trách gì họ hết. Người ta rất là sợ là bởi vì cái thị trường người ta mai mốt người ta sẽ mở rộng về phía bên Việt Nam. Tôi đã thưa với quý vị rồi, đã bàn với nhau rất là kỹ là tôi sẽ về và đem cái sản phẩm sâm này đến đến cho bà con bên Việt Nam. Bởi vì ở bên Việt Nam của mình á, sâm mà nhập thẳng từ bên Hàn Quốc qua, và quý vị thấy cái sản phẩm này là sản phẩm mắc tiền, 1.000 mấy không à, có nhiều cái cục sâm mạ vàng trong đó nữa. Thì tôi đem về Việt Nam để tôi mở thêm một cái chi nhánh ở bên Việt Nam, và bên này người ta sẽ ship hàng, người ta gửi qua cái hệ thống Caro, cái đường dây Caro, và gửi thẳng về Việt Nam trong vòng 1 tuần tới 2 tuần. Và bây giờ với cái thông tin như vậy thì làm sao mà mở cái chi nhánh ở bên Việt Nam, và làm sao người ta dám bảo trợ cho tôi, cho cái kênh của tôi, bởi vì cái kênh của tôi sẽ gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp của người ta. Và nhất là người ta bị gán ghép là trùm ba que, mà trong khi không có một tấm hình nào, chỉ có bảo trợ cho những cái chương trình và bất cứ chương trình nào cần. Tôi không cần phải minh chứng bởi vì tôi làm mười mấy cái chương trình về cải lương và bất cứ chương trình nào chị cũng bảo trợ, và chương trình tôi đâu có dính tới chính trị đâu. Nếu mà chùm ba que là phải lựa những cái chương trình chính trị để người ta bảo trợ. Còn cái này là cải lương luôn. Và cái năm vừa rồi tôi có nói với chị cái nguyện vọng của em là cái hội văn học Việt Nam ở đây người ta chưa có một cái loại hình cải lương trong đó, và em muốn là làm một cái chương trình cải lương khoảng 2 tiếng về năm nhân vật lịch sử của Việt Nam là anh hùng, và năm nhân vật lịch sử của Việt Nam là anh thư, là tổng cộng hết là 10 nhân vật lịch sử. Bởi vì đó là viện việt học là cần phải biết về sử Việt Nam, và mình nhờ cái loại hình nghệ thuật cải lương để mình chuyển tải cái lịch sử Việt Nam đến cho các em. Và chị Ngọc Hồ là người đứng ra bảo trợ cho cái chương trình đó, và cho khán giả các cô bác lớn tuổi vào xem hoàn toàn miễn phí. Nhưng cái vấn đề ở đây là không tổ chức được là bởi vì không có sự thống nhất giữa tôi và cái chị viện trưởng viện viện học. Chị cãi với tôi, chỉ nói rằng nhân vật công chúa An Tư không phải là một anh thư, và nhân vật công chúa An Tư không được sử sách nhắc đến, và nhân vật công chúa An Tư không được mọi người ca ngợi bởi vì bà không có công đóng góp gì cho đất nước hết. Thì tôi mới cãi với cái chị viện trưởng viện viện học. Tôi mới nói rằng chị nói như vậy là sai. Tôi nói cho chị biết, công chúa An Tư là người có công, bởi vì khi giặc nó qua đó đánh nước Việt Nam mình thì lúc đó cái lực lượng của quân nhà Trần rất là suy yếu. Và vua Trần mới 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 nhờ công chúa An Tư đem cái nhan sắc của mình để làm cho thoát quan phải si mê và dừng cái bước tấn công lại để cho nhà Trần có cơ hội chỉnh đốn lại vừa quân, vừa lương, vừa binh. Và công chúa An Tư đã chấp nhận gả cho Thoát Hoang để chặn bước quân xâm lăng. Và cái ngày mà công chúa An Tư rời khỏi nước Việt Nam của mình để về làm vợ của Thoát Hoang là khi tiễn bà ra bờ sông để bà xuống thuyền, bà đi về phía bên bên giặc, tất cả đều mặc đồ trắng hết. Bà yêu cầu cả triều đình và những người đưa tiễn bà đều mặc đồ trắng hết. Bởi vì bà biết chắc rằng chuyến ra đi này bà đi mãi không về, bà sẽ đi và sẽ không bao giờ trở lại quê hương. Thì khi qua tới bên bên trại giặc gặp Thoát Hoang
thì bà không cho đụng tới người của bà. Mỗi một lần mà ông thoát quan, ông muốn sàm sỡ, ông muốn giống như là làm cái chuyện mà vợ chồng với bà, thì bà lấy cây đàn ra bà đánh đàn. Và tiếng đàn của bà dễ sợ lắm. Bà chỉ ngồi đánh đàn mà thoát quan siêu hồn phách tán. Nhìn bà đẹp và nghe tiếng đàn của bà là tự nhiên bị không có phải phải ngồi một chỗ và chỉ thưởng thức tiếng đàn và cái nhan sắc của bà thôi. Và cho đến khi mà quân nhà Trần cho người qua báo với công chúa An Tư là lực lượng đã chỉnh đốn xong và bây giờ sẽ đánh úp quân Thoát Quan, đuổi ra khỏi đất nước, thì lúc đó là bà mới an tâm. Và cũng cái ngày hôm đó thì Thoát Quan mới cầm cây đàn của bà, đập bể cây đàn. Để chi? Đập bể cây đàn để ông muốn làm cái gì đó thì không có tiếng đàn và ông sẽ làm được. Nhưng đập vừa bể cây đàn xong thì quân Đại Việt, quân nhà Trần đã kéo qua đánh úp Thoát Quan, và trận đó Thoát Quan phải chui vào trống đồng để về nước. Tôi mới nói là chị dựa vào đâu chị nói rằng công chúa An Tư là người không có công với đất nước. Nói thì các nhà sử học nó không. Chỉ có những người ở trên cái chỗ viện miệng học của chị nói thôi. Còn chị nghiên cứu sử, bà An Tư không nhờ bà An Tư là nhà Trần đã tan quan hết rồi. Nhờ bà An Tư dùng nhan sắc của mình để mê hoặc Thoát Quan, cho nên quân nhà Trần mới có dịp để mà chỉnh đốn quân binh và đánh úp lại quân của Thoát Quan. Sắp thời gian sắp tới tính sẽ có một cái trích đoạn về cái lớp vua Trần Nhân Tông. Ông hồi tưởng và ông gặp lại công chúa An Tư và cô cháu tâm sự với nhau. Công chúa An Tư là giai cô, hoàng cô. Thì tính thấy một viện Việt học mà không có hiểu về sử Việt Nam thì mình làm gì? Thì sau đó tính mới nói với chị Ngọc Hồ là ok chị, mình không làm cái show này nữa nha. Chị rất là thích cải lương và cái nguyện vọng của chị là muốn giữ gìn cải lương, bởi vì cải lương là văn hóa cổ truyền của dân tộc và nhất là làm về sử Việt Nam. Và trong chương trình đó chị còn tính là chị sẽ đem sâm đến để chị tặng cho các cô bác lớn tuổi trong cái buổi đó. Trong cái buổi đó để tham dự buổi đó. Rồi xong công chúa An Tư tôi giải thích cho cái chị viện trưởng chị dạy học xong rồi. Hai ba bữa sau chị gọi lại cho tôi. Chị nói rằng ông vua Trần Nhân Tông không phải là một danh nhân và cũng không đáng để ca ngợi. Là bắt đầu tôi nổi điên rồi. Tôi nói chị dẹp mẹ cái bản hiệu cái viện Việt học của chị đi. Nha. Ai nói với chị vậy? Nó mấy chú ở đây nói. Khi mấy chú ở đây gặp em. Chị có biết rằng ông vua Trần Nhân Tông trị nước nhưng bằng cái đạo Phật. Chính ông là người dùng đạo Phật để trị nước. Và ông đã lập ra một cái đạo riêng cho người Việt Nam của mình. Phù dân yên tử. Cái tên đó là không ai không biết hết. Khi ông đã đi tu, nhưng ông vẫn nói là tại sao, bà đã bảo mới nói với tôi là tại sao mà một ông vua mà lại bỏ đất nước rồi đi tu. Vậy thì không có trách nhiệm đối với dân với nước. Tôi nói chị sai. Người ta đi tu nhưng người ta vẫn làm Thái Thượng Hoàng và vẫn quan tâm tới việc triều ca. Cho đến khi mà biết rằng con của mình có quyền chăn dân trị nước và có đủ cái quyền hành, có đủ cái bản lĩnh thì ông mới rút lui khỏi. Và người ta gọi ông là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Phật Hoàng Trần Nhân Tông và cái triều đại của vua Trần Nhân Tông là lấy đạo để chăn dân trị nước. Mà cãi với tôi, thành ra cái show đó là chúng tôi không làm được. Chứ cái nguyện vọng của tính là làm về năm nhân vật, về nữ và năm nhân vật, về nam, năm anh hùng và năm anh thư. Họ không hiểu được chị Ngọc Hồ là cái người đóng góp như thế nào trong cộng đồng.
Vậy thì Trấn Thành đi qua đây diễn chỉ cũng bảo trợ cho Trấn Thành ở từng rồi ở San Jose nè. Vậy thì áp đặt Trấn Thành là gì? Người ta không có dính dáng gì hết. Người ta làm nghệ thuật. Người ta làm nghệ thuật. Ở đâu mà trùm ba que vậy? Trùm ba que phản động. Ok, các bạn đã thành công. Không phải là truy cùng đuổi tận, mà truy cùng giết tận. Nhưng đối với tôi không thành vấn đề. Và như tôi đã hứa với khán giả của tôi rồi, tôi cho biết cái lý do tại sao và tất cả cái tiền design về logo, về banner trong thời gian vừa qua, tôi đã làm cho cái công ty thì kể như là tôi chịu hết và không có còn sự cộng tác, bởi vì tôi thông cảm với người ta, bởi vì cái thông tin này thì ai mà dám cộng tác, ai mà dám cộng tác. Nhưng mình sẽ không có nói nhiều nữa quý vị, bởi vì không có đáng, mình không có nên nói nhiều, bởi vì mình nói nhiều thì họ sẽ cho rằng mình quan trọng. Còn chuyện này để cho cộng đồng mạng, quý cô bác anh chị người ta sẽ phán xét thôi. Tôi thì cũng chẳng thành vấn đề. Rồi bây giờ nói về nhân vật Trần Nhân Tông với công chúa An Tư. Mà cái chị đó chỉ cãi. Mà cãi sao lại thưa quý vị? Bởi vì thưa quý vị, nếu mình nghiên cứu về sử á, mình không có nghiên cứu về chính sử, hoặc là giả sử, nó có rất là nhiều, nhiều nhà sử họ viết lại. Và theo những cái, có những cái lời của dân gian truyền, truyền tụng vào. Mình phải xem nhiều nguồn và nhiều tác giả. Cái vấn đề ở đây mà họ nói rằng công chúa An Tư chỉ là một cái huyền thoại là sai. Bởi vì cái chuyện công chúa An Tư gả cho Thoát Khoan là có thật. Và chính nhờ công chúa An Tư chặn bước của quân Thoát Khoan, mê hoặc ổng trong một thời gian, thành ra nhà Trần của mình mới có cơ hội để mà chỉnh đốn quân binh. Và sau đó là đánh Thoát Khoan, phải chui vào ổng đồng, chui về nước luôn. Và công chúa An Tư như thế nào quý vị? Bà tự quỷ, giữ gìn trinh tiết. Khi biết quân nhà Trần mà tiến đánh úp mình rồi, ở Thoát Khoan tức quá mới cầm cái đàn. Ai mà không tức, ai mà không tức quý vị? Suốt thời gian thèm thuồng, không có làm gì được bà hết. Mỗi lần mà muốn đụng nó là bà lấy cái đàn ra, bà ngồi bà đàn. Rồi giờ đã vậy rồi còn bị quân của triều đình nhà Trần qua đánh úp nữa. Mà mỹ nhân thì cũng không được hưởng. Ông tức quá, ông cầm cái đàn, ông đập nát cái đàn. Đã vừa đập nát cái đàn xong là bà An Tư là bà tự quỷ luôn. Bà giữ gìn trinh tiết luôn. Tôi thích nhất cái cảnh mà bà đi đi qua bên Thoát Khoan làm vợ Thoát Khoan mà yêu cầu cả triều đình mặc đồ trắng. Mặc đồ trắng hết. Ok thì thôi bây giờ tính nghĩ rằng không phải của mình thì có tranh giành cũng chỉ vậy thôi. Mình quý vị cũng đừng có gọi là gì xót xa cho tính. Hồi mình cứ nghĩ là trước kia mình không không có thì bây giờ mình không có cũng y như vậy thôi. Cũng y như vậy thôi. Không nha. Anh không có quan tâm. Ừ, anh không có quan tâm bởi vì những cái vấn đề xã hội thì anh ít quan tâm lắm. Thôi bây giờ để mình gọi là gì ta, chia vui với nhau. Chia vui với nhau đi, mình làm một cái trích đoạn vậy đi. Bữa nay Thính sẽ diễn lại cái trích đoạn chính, một cái trích đoạn mà Thính cũng rất là thích, Châu Du, cái đoạn mà Tống Tiễn Châu Du á. Nhị Kiều Tống biệt Châu Du. Trước khi mà Tính làm cái trích đoạn tình chàng ý thiếp thì Tính muốn nhắn gửi tới một bạn nào đó. Không có buồn không? Cứ vui lên đi. Mình nghĩ rằng nó chưa bao giờ tới với mình đi. Còn những cái mà mình tốn làm logo, banner, đồ in ấn rồi xong xuôi hết rồi, kể như mình nói ok bỏ. Đâu sao? Cái gì mình cho nhẹ là nó nhẹ thôi. Mình tính muốn nhắc tới một bạn làm YouTube. Tôi không có nói tên ra. Nam Mô Di Đà Phật. Bạn là có cái chính kiến của bạn và tôi có chính kiến của tôi. Nha.
và chưa chắc là bạn giỏi hơn tôi, và cũng chưa chắc là tôi giỏi hơn bạn. Và tôi cũng không hề biết bạn là ai, và chưa bao giờ xem cái kênh của bạn, và tôi không biết cái kênh của bạn nó chuyển tải cái gì. Nhưng tôi nghe nói rằng một số khán giả nói với tôi là bạn chỉ dạy cho tôi cách làm như thế này, cách làm như thế kia. Và nếu như có ai đó bị dạch mặt, bị lật mặt, thì bạn sẽ chính thức xin lỗi tôi, và tôi không cần cái tiếng xin lỗi của bạn. Và tôi cũng yêu cầu là đừng có kêu tới tên tôi. Ha. Nó bị vô duyên cái á, là kêu tới tên người ta xong rồi nó sẽ xin lỗi nếu như chuyện này xảy ra và chuyện kia xảy ra. Tôi không cần bạn xin lỗi, và tôi cũng không cần bạn biết tôi là ai luôn. Và bạn cũng không cần phải khuyên tôi làm như thế này như thế kia. Bởi vì tôi biết cái con đường tôi đi, và tôi làm là làm cho khán giả của tôi, chứ không phải làm để vừa lòng bạn. Nhá. Tôi tham gia Ramayana sống gió gia tộc này, tôi không làm vừa lòng bất cứ một người nào ngoại trừ cố nghệ sĩ Vũ Linh hết. Bởi vì cái tâm nguyện của ảnh là như thế đó, và cái nguyện vọng của ảnh là như thế đó, và tôi chỉ muốn làm vừa lòng ảnh thôi. Và chắc chắn rằng nếu muốn vừa lòng ảnh thì không thể nào mà đi nói xấu con gái của ảnh. Ok. Còn cái chuyện mà làm như thế này như thế kia, miễn sao không ảnh hưởng tới Hồng Loan thôi. Còn tôi không phải tham gia drama này để làm vừa lòng bất cứ một người nào. Tôi chỉ làm vừa lòng khán giả của tôi và những người yêu thương và ủng hộ tôi thôi. Và một người, đó là cố nghệ sĩ Vũ Linh thôi. Có em, anh diễn mấy lần rồi, Lý Thường Kiệt rồi. Một lần cuối cùng nha. Và tôi cũng nhắc luôn mấy cái kênh YouTube kia, không ưa tôi thì lướt qua hoặc là ẩn kênh. Đừng có vô duyên, vô dùng mà kêu tên tôi ra. Rồi khuyên, rồi dạy. Ha. Khuyên dạy người ta thì mình làm trước đi. Ok. Và tôi cũng không sống cuộc đời của các bạn, thì các bạn đừng sống cuộc đời của tôi. Đời ai nấy sống, cơm ai nấy ăn. Nhất là cái kênh YouTube của bạn cũng chẳng nuôi tôi ngày nào, và chưa có gửi cho tôi một đồng nào. Cho nên không được yêu cầu tôi phải làm như thế này như thế kia. Tôi làm là làm theo yêu cầu của khán giả, những người còn đang yêu thương tôi thôi. Mình sẽ có nhiều cái trích đoạn về sử Việt Nam lắm. Rồi Tính mong rằng qua những cái vở sử đó, Tính sẽ phân tích sau những cái lần diễn đó, để cho quý cô bác anh chị sẽ thấy rằng những nhân vật anh hùng Việt Nam của mình, họ rất là dũng cảm, họ rất là yêu nước, và nhất là họ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cái chủ quyền của dân tộc. Lần cuối cùng ha, mình nói nhẹ nhưng mà nên hiểu, và đừng có cho rằng mai mốt á, người này người kia bị lật mặt là tôi sẽ xin lỗi lên, cho tôi không cần. Tôi chỉ yêu cầu đây giờ đừng nói tới tên tôi, để mai mốt khỏi cần xin lỗi thôi nha. Hả, ngại gì lông? Anh đâu có nói gì em đâu mà ngại. Ok, Nam Mô Di Đà Phật. Vậy đi, vậy cho nó lành. Đừng có lựa gì người ta nói gì á, gì mượn gió bẻ măng ha. Không hiểu. Dứt bài kia cái mình định bấm qua để mình nói chuyện tiếp. Tự nhiên cái lên cái bài giọng cổ buồn. Cái mình thấy ý cái bài này quen lắm nè. Có người nào hát. Người nào lúc còn sống hát hay thiệt là hay. Thôi làm luôn cái bài này luôn. Tự nhiên nó lên luôn, quý vị không kịp bấm. Cái gì quá trời. Trong đó cái chữ làm sao thì tôi hát vậy chứ quá trời cái gì. Vui quý vị. Có nhiều cái mình cũng phải vui chứ. Mình không muốn cho là quan trọng thì nó sẽ không quan trọng. Ngày hôm nay Tính muốn chia sẻ với quý vị một cái chuyện là bạn Nguyễn Anh Huy. Phóng viên nhà báo Nguyễn Anh Huy. Tôi chỉ nhớ là Huy Nguyễn Huy. Bạn đã với tôi trước kia thưa quý vị. Chúng tôi là bạn. Và khi tôi về Việt Nam, tôi hoạt động nghệ thuật ở bên đó, thì bạn đó là cái người thường xuyên
làm những cái bài viết về tôi. Và cái điều đặc biệt của bạn bạn Quy là như vậy. Bạn viết bài không bao giờ bạn theo dõi những cái thông tin mà chỉ có trên mạng không. Mặc dù bạn bạn liên lạc với mình và bạn gặp trực tiếp mình và bạn hỏi thông tin, bạn phỏng vấn mình, ghi xuống rất là đầy đủ, nhưng sau đó là cập nhật thêm thông tin ở trên mạng và của các bạn anh chị em đồng nghiệp nữa. Tánh của Quy thì rất là kỹ. Và hình như Quy viết đâu cho tôi cũng 4 5 bài. Nhưng từ sau khi cái drama Sóng Gió Gia Tộc xảy ra thì cái thời gian sau này thì Quy có những cái ý kiến bất đồng. Và hình như là công kích về cái thân phận của Hồng Loan. Tôi nhớ không lầm thì nó phát xuất từ cái vấn đề DNA mà bên Việt Nam gọi là ADN, DNA đó. Hai cái như là một. Bên Việt Nam gọi khác, mình gọi khác, nhưng mà nó cũng ba chữ đó đó. Thì lúc mà bạn phản đối cái vấn đề đó và bắt đầu công kích Loan là tôi tự động lóc Facebook của Quy. Quỷ kết bạn và tôi không làm bạn nữa. Bởi vì thứ nhất là chúng tôi là bạn mà không có chung cái ý kiến với nhau. Và bây giờ thì đối với bản thân của tôi thì tôi cũng không thể nào mà tôi liên lạc với Huy để tôi giải thích Hồng Loan là như thế nào đối với cố nghệ sĩ và thân phận Hồng Loan quan trọng đối với cố nghệ sĩ như thế nào. Và tôi biết rằng cho dù tôi có nói thì Quy cũng sẽ không tin, bởi vì Quy là một phóng viên và có chính kiến của Quy, cho nên tôi quyết định là tôi hủy kết bạn. Hủy kết bạn là gì quý vị? Hủy kết bạn là một hình thức để không có đôi đôi co cãi cọ. Và mỗi người đi theo một cái con đường của mình, một chính kiến của mình khỏi quan tâm tới, để mình khỏi làm phiền lòng nhau. Khang Điền cũng là một trường hợp rất là thân với tôi. Lúc trước khi tôi về Việt Nam hoạt động thì Khang Điền là một diễn viên trẻ, nhưng mà bạn ấy thì cũng có cái gọi là cái sự đam mê, và những cái chương trình của bạn ấy tổ chức giỗ tổ hay là những cái chương trình show diễn, những cái cuộc thi bạn ấy cũng cũng mời tôi tham gia cũng rất là nhiều lần. Nhưng sau này khi Khang Điền, sau khi cái phim của Nguyên Vũ ra thì Khang Điền có những cái phản đối cái vấn đề làm phim của Nguyên Vũ và nghiêng hẳn về phía bên kia để ủng hộ cho bên kia, thì tôi cũng là người chủ động hủy kết bạn với Khang Điền. Là hai trường hợp là tôi tự động hủy kết bạn, bởi vì những người đó trước kia là bạn của mình nhưng bây giờ họ không cùng chung chiến tuyến với mình, và họ không cùng chung cái suy nghĩ với mình, và họ đang binh vực cho cái phe đối kháng, thì không có lý nào tôi làm bạn với họ. Nhưng tôi cũng không bắt buộc tôi phải công kích và phải phản biện họ, bởi vì có nhiều người khác sẽ công kích họ và có nhiều quý cộng đồng mạng khác sẽ phản biện lại những điều họ nói, và tôi không cần phải làm điều đó. Là hai trường hợp. Trường hợp thứ ba là bạn Quỳnh Nhật Quy. Quỳnh Nhật Quy trước kia cũng thường xuyên tổ chức những cuộc thi ca hát. Quỳnh Nhật Quy, Kim Hoàng Vũ và Quỳnh Nhật Quy, Kim Hoàng Vũ với tôi đã từng đi nhiều chuyến từ thiện ở ngoài miền Trung, Đắk Lắk, Buôn Mê Thuột để đem quà về những vùng sâu, vùng xa cho các em và các gia đình khó khăn. Và trong cái chuyến đi đó chúng tôi cũng tổ chức những chương trình ca nhạc. Thì Quy đi với tôi cũng rất là nhiều chuyến. Nhưng sau này thì khi tôi tham gia drama Sóng Gió Gia Tộc thì tôi thấy rõ ràng là Quy đang binh vực cô Phượng. Và Quy đang ủng hộ cho những việc làm của cô Phượng, cho nên tôi cũng là người hủy kết bạn với Quỳnh Nhật Quy. Ngày hôm nay tôi muốn nói tất cả để cho tất cả quý cộng đồng mạng biết. Nhưng họ có con đường của họ, họ có suy nghĩ của họ, và tôi có con đường của tôi và suy nghĩ của tôi. Tôi không cần phải phản biện chống đối họ, bởi vì có nhiều quý cộng đồng mạng khác sẽ chống đối họ và sẽ chỉ cho họ biết thế nào là đúng là sai, thế nào là tranh giành của người khác mà không phải của mình,
thế nào là danh dự vô lý, thế nào là áp đặt, thế nào là vu khống bịa đặt và thế nào là kỳ thị phân biệt đối với một con người. Thì đối với những trường hợp hiện tại bây giờ cũng vậy. Tôi không làm bạn và tôi không lên tiếng, nhưng không bắt buộc tôi phải phản đối. Quý vị thấy từ trước tới giờ tôi có bài viết nào để mà phản đối Quỳnh Nhật Quy, Khang Điền và phóng viên Quy Nguyễn chưa? Không bao giờ có. Tôi đã hủy cái bài, có nghĩa rằng tôi chấm dứt cái mối quan hệ đối với họ. Bởi vì họ công khai đối đầu với tôi thì không có thể nào mà tôi để cái Facebook của họ để tôi thấy những cái điều họ nói rồi tôi phải lên tiếng. Bởi vì không có tôi sẽ có những người khác. Thì vừa qua đó, tôi có đọc một cái bài viết về Hồng Loan đi diễn ở nhà hàng, ngán ngẩm lắm, của một bạn phóng viên nào đó. Thì tôi có gọi liên lạc với bên tòa soạn, tôi hỏi có phải bài viết đó của Nguyễn Huy hay không. Thì bên đó nói rằng không phải, không phải bài đó của Nguyễn Huy. Và tôi có vào cái trang Facebook của Huy, bởi vì Huy có tới 2 cái trang Facebook. Và tôi vào một cái thì tôi thấy là có một cái bài viết nói rằng là tôi không có viết bài này, nhưng mà tôi đồng ý với cái bài viết này. Và sau đó thì bạn ấy có phân tích về cái vấn đề kêu gọi lòng thương hại của mọi người, rồi hát hay hát dở, một nghệ sĩ phải như thế nào. Tôi không đọc kỹ cái bài viết của Huy, nhưng đã từng làm bạn với nhau. Và tôi đã từng cảm ơn Huy về những bài viết rất chân thật về tôi. Thì ngày hôm nay cũng là những cái lời tôi chân thật tôi muốn gửi đến Huy. Bởi vì chúng ta đã từng làm bạn, và đây không phải là cái ý tôi công kích bạn, nhưng mà tôi chỉ phản đối những cái suy nghĩ của bạn. Vấn đề thứ nhất là bạn nên nhớ rằng bạn là một phóng viên, bạn không phải là một cái ca sĩ, nghệ sĩ và những người trong nghề. Cho nên cái nhận xét của bạn chỉ theo cái chiều hướng của bạn suy nghĩ mà thôi, chứ không phải là một cái khái niệm chung của tất cả mọi người. Bởi vì bản thân chúng tôi đang làm nghề và đang đem lời ca tiếng hát đến cho khán giả, chúng tôi biết như thế nào là hay là dở, như thế nào là nghe lọt lỗ tai và nghe không lọt lỗ tai. Giống như cái nghề phóng viên của bạn cũng vậy. Tôi có thể nhận xét những bài viết của bạn viết không đúng về Hồng Loan, và nó có cái ý rõ ràng. Mặc dù bạn nói rằng tôi không công kích chuyện, tôi không công kích cô Hồng Loan và tôi không liên quan tới vấn đề về pháp luật. Nhưng như thế này, những cái kia, nhưng qua những cái chữ nhưng đó là bạn đang công kích Hồng Loan đó. Bạn đang công kích Hồng Loan đó. Và cái chuyện này là hoàn toàn vô lý. Nha, hoàn toàn vô lý. Và cái bạn chỉ nói rằng theo tôi nghĩ, chứ bạn không có được dùng là những cái lý luận của bạn và những cái điều bạn đưa ra là cái ý chung của tất cả mọi người, không có được. Tôi là cái người ở bên ca hát thì tôi không thể nào mà tôi có cái nhận xét chính xác về cái nghề phóng viên của các anh chị được hết. Bởi vì chính các anh chị là người ở trong nghề và các anh chị biết như thế nào đúng, như thế nào sai, như thế nào là đạo đức của một người phóng viên. Ở đây tôi chỉ có cái nhận xét ở những cái điều nói không đúng về Hồng Loan, chứ tôi không có phản biện được về những cái gọi là cái chi tiết và những cái chuyên môn của các bạn. Và cũng như vậy các bạn cũng không có đủ cái trình độ để mà nhận xét về các chuyên môn của chúng tôi. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, bạn nên nhớ là Hồng Loan mới có một năm nay là cô ấy theo cái con đường nghệ thuật, và bằng một cái sự ngẫu nhiên, không hề có chuẩn bị trước. Trước tiên là những cái clip từ gia đình, các anh chị em làm, và sau đó thì có những cái lời mời. Nhưng thưa bạn, bạn phải khẳng định một điều nè, người ta mời Hồng Loan hát cho người ta nghe, hay là người ta mời Hồng Loan đến giao lưu cho người ta gặp mặt? Và nếu như bạn nói rằng người ta mời Hồng Loan hát cho người ta nghe là sai, bởi vì không có ai mà một nhà tổ chức có kinh nghiệm họ đi mời một người mới có xuất hiện trong vòng một năm trời, một năm mấy tháng thôi, mà với tư cách vai trò là một ca sĩ hết. Và nhất là họ bỏ tiền
tiền tỷ ra để họ tổ chức những cái show đó. Người ta mời hôm nay để giao lưu, để gặp gỡ và để cho người ta được một lần ở bên ngoài, được nắm tay, được ôm và được nhìn thấy cái người mà người ta đã ủng hộ và bảo vệ suốt một năm vừa qua. Và có nhiều trường hợp người ta muốn gặp Hồng Loan là gì? Bởi vì khi mà cố nghệ sĩ còn sống, người ta không biết Hồng Loan là con cố nghệ sĩ luôn. Và bây giờ người ta đã biết và người ta muốn gặp để giao lưu. Và thay vì gặp không, thì bé Loan nó cũng biết hát. Nó lên nó hát là để đáp tạ cái tình cảm của cô chú bác, chứ không phải là nó hát để biểu diễn. Nó không hát để biểu diễn. Hát là để đáp tạ tình cảm của cô chú bác. Và ai cũng biết rằng Võ Thị Hồng Loan không phải là một ca sĩ mấy người à. Mà Lê Thị Hồng Phượng mới là một ca sĩ nhé. Em ấy mới là một ca sĩ. Nếu có chê hát hay hay hát dở, hát lọt lỗ tai hay không, là nên dùng cho bé Phượng, bé Hồng Phượng. Chứ còn Hồng Loan là chỉ đi giao lưu, và thay vì giao lưu rồi lên đứng nói chuyện, thì hát, hát những cái bài hát mà cái khả năng của em ấy. Đúng chưa? Chứ đâu phải Hồng Loan lên hát "What is love? Maybe I love you. I love you." Đâu có. Hay là "I hate myself." Không có. Hồng Loan hát trong cái khả năng của em ấy. Và những cái bài mà em ấy biết hát và hát được nha. Và tôi nói, tôi nhắc cho bạn Huy biết một điều nè. Lọt lỗ tai hay không là do cái người khán giả. Do cái người khán giả. Tôi đâu phải là một ca sĩ chuyên nghiệp. Và tôi cũng không phải là một nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp luôn. Nhưng tại sao tôi hát? Ở đây các bạn khen, cô chú anh chị khen. Là bởi vì họ thích, họ thương rồi thì cái gì cũng hay hết. Họ thích, họ thương rồi thì cái gì cũng hay hết. Lỡ quên lời nhưng mà cũng vỗ tay, cũng tặng bông, cũng khen hay quá nữa. Lọt lỗ tai hay không là do khán giả và do đối tượng mà bé Loan hát cho họ nghe. Có thể trong mắt bạn là không hay. Bên nội cho là dở ẹt. Đúng chưa? Nhưng trong mắt tôi và trong mắt cộng đồng mạng và những người đang yêu thương Hồng Loan, họ cho rằng ok được. Và bởi vì tôi thương rồi, khi thương trái ấu nó cũng tròn. Khi ghét trái bồ hòn nó cũng méo. Bây giờ bạn ca sĩ họ Lê mà có làm một cái live show mà free luôn. Mời mời ở trong này thôi nè, đừng có mời ở ngoài nhiều, 550 mấy người, sao lên được 600 mấy rồi nè. Mời 600 mấy người này đi coi free ra, đi coi không lấy tiền có ai đi hay là không. Tôi là tôi không đi rồi đó. Bởi vì khi khi mình đã không thích, khi mình đã có ác cảm, thì cho dù hát cỡ nào mình cũng cho là dở hết. Và Tính muốn thưa với quý vị điều này là bởi vì ngày hôm nay Tính cũng muốn nói, không phải là Tính bào chữa cho các anh chị nghệ sĩ đâu thưa quý vị. Nhưng đây cũng là một trong những lý do mà các anh chị không lên tiếng trong suốt thời gian vừa qua. Các anh chị muốn im lặng là bởi vì chỉ sợ rằng những cái điều mà họ họ đã làm ở trong quá khứ sẽ bị vạch trần phơi bày. Và vô tình thì cái hình ảnh của họ sẽ xấu trong mắt quý cộng đồng mạng. Và khi mà quý cộng đồng mạng đã thấy cái cuộc đời thường của họ, mặc dù họ là con người, họ có quyền sống như một con người và họ không phải là thánh nhân, họ vẫn có những cái sơ suất. Nhưng người nghệ sĩ bị gò bó trong hai cái mỹ từ nghệ sĩ. Bạn phải đẹp trong mắt khán giả thì bạn hát cái gì cũng hay và bạn làm cái gì chúng tôi cũng ủng hộ bạn hết. Thật sự nói về cố nghệ sĩ Vũ Linh, đâu phải vai nào anh diễn cũng hay. Có vai hay và có vai không hay. Và có những vai ảnh ghét không bao giờ ảnh đóng. Năn nỉ cỡ nào cũng không đóng. Trả bao nhiêu tiền cũng không đóng. Đó là vai Lữ Bố. Lữ Bố mà cái Tuần Phụng Nghi Đình đó nha quý vị. Bởi vì trong cuộc đời của cố nghệ sĩ Vũ Linh chỉ có đóng một lần vai Lữ Bố. Là Lữ Bố Bạch Môn Lầu Quy Dị. Là cái vở video cải lương. Và ảnh đóng Lữ Bố Bạch Môn Lầu Quy Dị là cái đoạn cuối cùng Lữ Bố bị bắt và chết ngay tại Bạch Môn Lầu. Một lần duy nhất trong cuộc đời ông hát cái vai Lữ Bố. Còn cái Phụng Nghi Đình mà Lữ Bố Hí Điêu Thiền, Lữ Bố Đục Tường và Phụng Nghi Đình không bao giờ cố nghệ sĩ Vũ Linh hát. Quý vị kiếm hết đi.
kiếm hết băng đĩa không bao giờ thấy ổng hát Già Lửa Bố. Có nhiều người hỏi tại sao ổng không thích. Ổng nói mệt quá, hát giai đó mệt. Không phải cái gì. Cái giai đó cần vũ đạo rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là phải múa kích nè. Chứ giai đó là kép đẹp chứ bộ. Ảnh cũng có những cái ảnh loại trừ chứ bộ, chứ đâu phải là giai nào ảnh cũng hát. Thì các anh chị em nghệ sĩ trong suốt thời gian vừa qua cũng vậy, trong cuộc sống của người ta cũng có những cái sai lầm, những cái mảng tối, và người ta chỉ sợ rằng khi người ta lên tiếng để bênh vực cho Hồng Loan thì những cái mảng tối người ta bị phanh phui ra. Và nếu như vậy thì trong mắt của cộng đồng mạng, họ thấy người nghệ sĩ không đẹp nữa, và dĩ nhiên cho dù họ diễn cái gì, mặc đồ đẹp cỡ nào thì mọi người cũng sẽ cho rằng không hay. Và thậm chí có những anh chị em nghệ sĩ bây giờ người ta là nhân dân, người ta là ưu tú, và người ta không muốn mất hình tượng trong lòng khán giả, chứ không phải là người ta sợ mà người ta không dám lên tiếng. Em sửa cái đầu nó hơi bị đau một chút xíu là nó tê cứng luôn, nó nặng lắm, hộp đá không à. Đối với Hồng Loan cũng vậy, những nhà tổ chức người ta mời không phải là mời Hồng Loan đến để mà trình diễn ca nhạc, mà đến để gặp gỡ giao lưu. Và không lẽ giờ lên sân khấu không không không, không chứ. Rồi bạn Quy còn nói rằng đem hình ảnh của người cha ra, đem những câu chuyện người cha ra kể để ăn, để thương, để ăn mài lòng thương hại của khán giả. Dạ thưa, không lẽ giờ bé Loan lên sân khấu nó kể về cuộc đời của chú Lê Tính hả? Giờ lên sân khấu không lẽ giờ nó tâm sự, nó kể đời ai? Không lẽ nó kể cuộc đời của chú Lê Tính, hay là nó kể cuộc đời của chú Ngân Tuấn hả? Hay là bạn muốn nó vạch trần những cái gì mà nó đã chịu trong suốt 36 năm vừa qua, những cái cảnh tranh giành ở trong nhà từ lúc còn nhỏ đến lớn, những cái ngắt nghéo, những cái liếc hay, và gần đây nhất là sau thời gian cố nghệ sĩ mất thì căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm là một cái gì, một cái địa ngục, đi ra đi vô cũng sợ, rồi một cái không khí nó trầm xuống và không ai nói tới ai, đi ngang qua đi lại rồi người nào cũng đề phòng, người nào cũng sợ sệt. Hay là bạn muốn nó kể những điều đó, muốn không? Muốn không, tôi sẽ gợi ý cho Hồng Loan để Hồng Loan kể. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng Hồng Loan không bao giờ kể. Tôi nói thiệt, mặc dù bây giờ Hồng Loan kể ra thì khán giả sẽ biết nhiều hơn sự thật về những gì mà những người kia đối với em ấy, nhưng em ấy sẽ không bao giờ kể. Bởi vì không muốn càng ngày cái mâu thuẫn của chị em càng ngày nó càng lan rộng ra hơn nữa. Và tôi nghĩ rằng trong cái này, tôi là nó bắt chước tôi là phải dùng, tôi nghĩ rằng là cái này chỉ có ý của tôi thôi, chứ không phải là ý của tất cả quý cô bác ở đây và cộng đồng mạng ở đây. Tôi nghĩ rằng dù gì á, Hồng Loan cũng nghĩ tới cái tình chị em. Tôi đã từng đề nghị một thời gian Hồng Loan bị công kích, bị người ta nói như thế này như thế kia, cả bên mình và cả bên công phượng luôn. Thì tôi có gợi ý, tôi nói với Ni, tôi nói rằng anh nghĩ rằng theo anh góp ý, em nên cho bé Loan lên một cái buổi live để Loan kể về những gì mà em ấy phải chịu từ khi sau khi cố nghệ sĩ mất, rồi liệm, rồi hạ huyệt, và những cái gì em ấy phải chịu trong suốt thời gian mà những người kia chưa ra khỏi nhà. Bởi vì anh nghĩ rằng á, Loan nó kể nó sẽ không bao giờ nó dám nói láo. Và bởi vì bà ấy cũng sẽ không bao giờ biết nói láo. Và bà nói láo nó sợ là mình nhìn mình biết liền, cho nên bà không bao giờ bà dám. Cho nên bà kể là sẽ kể sự thật. Và từ lời của Loan kể thì người ta sẽ bớt công kích Loan hơn. Bởi vì những ngày qua anh thấy rõ ràng là họ tung ra những cái tin để công kích ngay chính Hồng Loan. Thì Ni nói ok em biết rồi, em hiểu rồi, để em nói với Loan. Còn cái chuyện nó có nói hay không là chuyện của nó. Thật. Ni nói lại nhưng mà nó đâu có lên nó kể. Thà nó chịu cho người ta bị công kích chứ không bao giờ mà nó kể quý vị. Không bao giờ kể về những cái, trời tôi tức ghê, tôi biết tôi biết hết đó. Nhưng mà giờ nó không chịu kể thì sao nó kể. Bà Ni thì chỉ có lên nó sơ sơ thôi ha? Bà Ni nó sơ sơ đó. Tôi nói thật, cái tánh của Loan là không phải là truy cùng đuổi tận và truy cùng giết tận. Cho nên tôi rất lấy làm ngạc nhiên những người mang tên ủng hộ Hồng Loan, mang danh ủng hộ Hồng Loan mà lại truy cùng giết tận chính những người
Hiện giờ thì ổng đang lên tiếng và ủng hộ cho Hồng Loan, tôi không hiểu. Và Loan là một người rất là lễ phép. Lễ phép vô cùng. Không biết bãi bôi nha. Tôi khẳng định điều đó. Bãi bôi là có nghĩa là người ta gọi là gì ta, còn có một cái từ nữa cho dùng là gì, thảo mai. Thảo mai nha. Thật sự á, mấy mốt mà thí dụ tôi về Việt Nam tôi có gặp lại á, mà anh Loan không thích tôi á, thì nó cũng dạ con chào chú rồi thôi. Chú khỏe không, chú khỏe không, mặc dù cái miệng nói như vậy mà trong lòng thích không bao giờ có. Bả là bả thích thì bả nói, còn bả không thích thì bả chào rồi thôi. Mọi người hỏi ủa đặt để viết cái status, ủa sao hay vậy, sao biết nhà Hồng Loan chuyện gì cũng biết, sao nhìn Hồng Loan biết là con người không thảo mê, sao nhìn Hồng Loan biết là con người không phải nịnh nữa. Nó dạ không, 1 năm rồi tôi theo dõi từng cái hình ảnh trên YouTube, cái cách tiếp xúc, cái cách giao tiếp với mọi người, cái cách thể hiện, cái cách nói chuyện, và luôn cả cái sinh hoạt hàng ngày, cho nên tôi biết chắc con người nó là như vậy. Bởi vì hình ảnh của Hồng Loan suốt 1 năm vừa qua quá nhiều, chứ không có phải là ít nha. Không cần phải nịnh, không cần phải nịnh. Có nịnh thì tôi cũng vẫn là tôi, Loan cũng vẫn là Loan, thì tại sao tôi phải nịnh chi, cho giảm cái giá trị con người của tôi xuống. Đó, giống như chuyện tôi nói ok, tôi nói bây giờ anh thấy mọi người là đang công kích Loan và đang có những cái đặt điều vu khống, thì anh nghĩ rằng em nên để cho bé Loan nó lên một cái buổi livestream mà em ngồi kế bên em kèm bả, rồi những cái điều gì mà nó phải chịu trong suốt thời gian mà sau khi ba mất cho tới cái ngày mấy người kia bị đuổi ra đường, nó sẽ kể cho tất cả mọi người nghe bằng cái sự chân thật nhất. Bởi vì bản thân anh biết anh đến với khán giả bằng sự chân thật, bằng cái những cái gì thật nhất, qua cái cách nói chuyện chia sẻ với anh cũng không có kiểu mà màu mè hay là kiểu cách. Thì anh tin rằng những người đang yêu thương và ủng hộ Hồng Loan, họ cần là cần gì? Cần những con người thật. Cần những cái sự thật. Chứ còn người nào lên mà nói mà gò bó quá, mà cái kiểu cố tình như vậy là người ta lại càng không thích. Càng thật thì càng thuyết phục được những người đang ủng hộ cho Hồng Loan. Thì nên nói ok, em sẽ nói, em nghĩ cũng đúng anh, nhưng nó có nói hay không là chuyện của nó nha. Đúng, bà không bao giờ bà nói. Quý vị thấy không? Không lên chia sẻ luôn. Không lên chia sẻ luôn. Ai muốn nghĩ sao nghĩ, giờ không có khơi khơi ra thêm, mặc dù nếu như làm cho đã nư, dùng theo cái từ mà đã nư, thì ai cấm được. Và nếu dùng cái vấn đề mà truy cùng đuổi tận thì ai ngăn cản được. Bởi vì trong cái thời điểm đó có rất là nhiều người chứng kiến nha. Và bất cứ cái câu chuyện gì xảy ra trong nhà cũng đều được báo cáo ra bên ngoài hết. Căng lắm cái gì. Y như là sống trong lòng giặc. Đi tới mà thắp nhang á, mà tình cờ mà người này vừa đi tới, cái người kia, người bên phe này đi tới định thắp nhang, cái người kia phe tới thắp nhang là bắt đầu quay lưng đi. Là có nghĩa là chừng nào mà không có mặt cái người kia thì cái người này mới đến. Vậy luôn đó. Rồi sao ở? Rồi sao mà ở? À, bạn Quy, bạn nên suy nghĩ cho kỹ. Bởi vì bạn dù sao cũng là một cái phóng viên, và tôi vì cái tình bạn bè cho nên tôi mới nhắc bạn nha. Không cần bạn phải lên tiếng ủng hộ và binh vực cho Hồng Loan. Bởi vì cái chuyện đó đúng sai cũng có nhiều người người ta đã lên tiếng và người ta nói rồi. Nhưng bạn đừng có dùng cái ý kiến của riêng mình là áp đặt cho rằng đó là cái ý kiến chung của mọi người. Bởi vì theo bạn quan niệm như vậy, nhưng đối với tôi nè, bây giờ tôi thích, tôi thương rồi, hát cỡ nào tôi nghe cũng được hết trơn. Hát cỡ nào tôi cũng thấy hay hết trơn. Lọt lỗ tai hay không là do cái người đối diện và do cái tình cảm của họ dành cho cái đối tượng đó. Còn đừng có đem những cái khiếm khuyết trong cái giọng ca như thế này như thế kia, dạ xin lỗi. Bạn Hưng nhiều khi hát cũng bị người ta góp ý. Bạn Trường đang Trường hát cũng bị người ta nói này nói kia. Tài danh ngôi sao vẫn bị mà. Thì làm sao mà một em mà nó mới có bước chân vô nghề, có
một năm một tháng thôi. Bạn nên nhớ như vậy nè, bạn đừng có khắt khe, bạn nhìn nhìn Hồng Loan bằng cái ánh mắt là giao lưu, và đừng nhìn em ấy dưới một cái dạng ca sĩ chuyên nghiệp. Bạn trách các anh chị em nghệ sĩ, tại sao đưa Hồng Loan vào showbiz và dựa vào tên của em ấy là bạn sai nha. Bạn sai. Người ta có quyền làm như vậy và bạn không có quyền cấm cản người ta. Bởi vì những người đồng nghiệp đó là những người anh em đồng nghiệp của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Và qua những cái show diễn này, người ta cũng muốn cho Hồng Loan gặp gỡ khán thính giả. Giống như bản thân của tôi nè, tôi có ý nhờ cái công ty đưa Loan qua Mỹ là để chi? Để tôi muốn chính Loan là người có mặt trên đất Mỹ để cảm ơn các cô chú, các anh chị và các cô bác ở hải ngoại đã ủng hộ cho Hồng Loan. Thì đối với các anh chị em nghệ sĩ họ cũng vậy. Cái dịp này họ cũng muốn cho Loan đến để gặp gỡ các cô chú bác anh chị, và còn có những người bạn của ba em ấy ở Úc. Biết bao nhiêu người là bạn của cố nghệ sĩ Vũ Linh, họ là khán giả, họ ái mộ của nghệ sĩ và trở thành bạn. Anh Năm Vũ Linh đi diễn ở bên Úc bao nhiêu lần rồi, rất là nhiều lần. Và có một lần anh tát tay chị Thanh Hằng đó, cũng ở bên Úc đó. Chị Hằng đi chơi về trễ, anh canh vừa bước vô nhà anh sáng cho một bọc tay, mà chị Hằng không giận, bởi vì chị Hằng biết rằng ảnh thương và ảnh sợ chị Hằng khổ. Chị Hai Thanh Hằng á, hỏi đi, một cái bạt tay thôi mà làm cho Thanh Hằng thay đổi và sống có chừng mực hơn. Tôi nói thật với quý vị nha, đừng có nói rằng tôi chỉ bám vào cái drama Sống Với Gia Tộc này để tôi kiếm view. Cuộc đời của cố nghệ sĩ Vũ Linh nó có rất là nhiều câu chuyện, và chính ảnh là người ảnh hưởng tới người khác. Và nhiều câu chuyện, nhiều khi cha mẹ nói biết bao nhiêu lần vẫn không nghe lời cha mẹ, nhưng một cú gọi điện thoại của cố nghệ sĩ Vũ Linh thôi mà làm cho người ta thay đổi cuộc đời. Một lời khuyên thôi, làm cái thằng bé mà tuần rồi mình mới nhắc đó đó. Bởi vì sao? Nể, nể bác. Tôi thấy có nhiều người rất là ngộ, ngộ đời á, ngộ đời đời ngộ á. Rồi lên tiếng như vậy rồi có thay đổi được gì không? Không. Giống như bạn Quy á, gì giờ giọng ca không lọt lỗ tai, các anh chị nghệ sĩ như vậy là có lỗi với nghề như thế nào? Xin lỗi bạn á, tôi đọc những cái điều bạn viết về cái nghề sân khấu nghệ thuật của chúng tôi á, đó là cái gì biết không? Đó là cái lý luận và cái gọi là không phải là thực hành, không phải là thực hành, đó chỉ là lý thuyết thôi. Bạn nghe và bạn nghiên cứu để bạn viết thành một cái bài viết nó hoàn chỉnh thôi, chứ phải có ăn quán ngủ đình gạo chợ nước sông như những người nghệ sĩ cải lương thì mới mới thấm và mới hiểu được tổ là gì, nghề là gì, nghiệp là gì. Bạn đừng đổ lỗi cho các anh chị em nghệ sĩ, người ta có quyền làm như vậy và bạn không được quyền cấm cản người ta. Và nếu như người ta làm sai, người ta đưa Hồng Loan vào những đề showbiz là sai và làm ảnh hưởng tới cái nền nghệ thuật, thì các anh chị sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm chứ không phải là bạn nha. Đã từng là bạn với nhau thì tôi không muốn chia sẻ nhiều về một người mà tôi đã từng cảm ơn về những bài báo viết cho tôi, và tôi cũng không muốn bạn phải viết thêm những cái bài gọi là gián tiếp công kích Hồng Loan. Bởi vì sao biết không? Bởi vì tôi sợ, rất là sợ một người mà tôi đã từng quen, một người đã từng làm bạn sẽ bị cộng đồng mạng người ta phản đối, và người ta cho rằng cái thẻ phóng viên của bạn á, là mua, là lụm, chứ không phải là do bằng mồ hôi, bằng kiến thức và bằng cái sự khổ luyện của bạn trong suốt bao nhiêu năm trong nghề mà có được. Giữ làm sao cho cái thẻ phóng viên của mình nó có giá trị.
để nó rớt mất, tình cờ nó rớt mất mình còn đi lụm được, mình còn đi kiếm, mình còn đi chuộc lại. Chứ đừng làm cho cái thẻ phóng viên của mình nó trở thành một cái tờ giấy lộn, và khi đã mất rồi, rớt rồi, nó không có giá trị nào, cho nên không cần phải tìm, phải kiếm và đi mua một cái bằng khác, một cái thẻ khác. Ok, thời gian sắp tới tôi sẽ theo dõi và tôi hy vọng rằng không cần bạn phản ứng tốt. Và tôi thấy rằng bạn không có cái điều gì, Quy không có cái điều gì để mà nói về bên kia hết, binh cũng không được nữa, bởi vì Quy không dựa vào cái điều gì để binh cho cô cháu họ Lê hết. Và nếu bạn binh nữa là bạn còn sai nữa. Cho nên bạn cứ quay qua bạn công kích Hồng Loan thôi. Và tôi biết cái lý do. Tôi biết cái lý do tại sao. Và ngày hôm nay á, trước khi mà tôi kết thúc cái live này, tôi sẽ phân tích cái lý do cho bạn nghe. Cái lý do tại sao bây giờ bạn quay qua bạn cứ không lên tiếng bên Hùng Phượng, nhưng mà tìm cách để công kích Hồng Loan. Phan, phan đối gì cơ? Phản đối rồi anh ơi hả? Là sao không hiểu? Bởi vì có một lần, thưa quý vị, cái nguyên do là như vậy. Có một lần là Quy lên tiếng về cái vấn đề mà ADN á, DNA á, rồi là hai cái đó đều đúng hết nha, khỏi sửa thôi nha. Bên nào bên Mỹ gọi như vậy, bên Việt Nam gọi. Thì á, có nhiều người lên tiếng phản đối và vào thẳng trang Facebook công kích. Nhưng mà sau đó thì Quy có lên đính chính vài lần, nhưng mà họ vẫn tiếp tục công kích hoài. Và cho nên trong lòng của anh chàng này đó đâm ra là hận và tức. Tức thì bây giờ đó, đi đổ, đổ vô đâu? Giận cá thì chém thớt. Giận cá thì chém thớt. Cho nên bây giờ cứ đi kiếm cái chuyện gì của Loan là để công kích và để gọi là nói xấu. Dùng chữ nói xấu đi chứ không có gì nói tốt. Nhưng mà cái bởi giờ tôi mới nói mỗi một người một cách sống khác nhau. Đối với hoàn cảnh của Tính nè. Trong cái thời điểm vừa qua, mặc dù cái lý do không có giống như Quy, nhưng mà cái diễn tiến nó giống như Quy, là bị tấn công liên tục bởi chính những người đang ủng hộ cho Hồng Loan. Nhưng riêng đối với Tính thì cách xử sự của Tính khác. Tính sẽ không làm giống như Quy. Ha? Bởi vì Tính nghĩ rõ ràng là những cái điều đó không phải là do Loan suối, và cũng không phải là do Hồng Loan chủ mưu, và Hồng Loan cũng không hề biết những chuyện đó. Đó là một cái nhóm, cái group, và chủ mưu của nó là những người giật dây đằng sau nằm trong cái group đó. Cho nên không ảnh hưởng tới Hồng Loan. Và khi tôi đã theo cái drama Sống Với Gia Tộc này thì tôi tin rõ ràng chắc chắn 100% Hồng Loan là con hợp pháp của cố nghệ sĩ. Và không có cái điểm gì để tôi phải phải công kích em ấy, phải giận cá chém thớt. Bị người ủng hộ em ấy tấn công rồi xong quay qua tấn công lại em ấy. Cái đó là Quy bất công đối với Hồng Loan. Đúng chưa? Ai làm người đó chịu? Bây giờ Quy giải thích người ta không nghe thì giờ Quy cứ kiếm những cái người nào tấn công Quy, Quy chửi lại. Ảnh từ cái sự hụt hẫng đó quý vị. Rồi cái im rồi nhưng mà bị vẫn bị tấn công liên tục, cho nên anh ta tức và anh ta bộc lộ thành những cái bài viết như vậy thôi. Nhưng cái đó là càng đã sai thì lại càng sai hơn nữa và không có đáng. Bởi vì Quy là một phóng viên rõ ràng là có thẻ và là một phóng viên chuyên nghiệp nha quý vị. Bạn làm việc rất là chuyên nghiệp, hẹn là đúng giờ. Và khi phỏng vấn là có ghi âm và có ngồi ghi chép đàng hoàng. Điểm nào, cái thời điểm nào tôi làm cái gì mà không nắm được là hỏi lại. Và khi lên bài viết là không thêm mắm, thêm muối gì hết. Viết đúng hết tất cả những cái thông tin mà mình cho. Trong giới phóng viên á, hiện tại bây giờ đối với các anh chị em ở Việt Nam và những người đang hành nghề phóng viên và nhà báo, người ta cũng rất là khó chịu bởi vì hai cái thành phần. Và tại vì những người đó họ xưng là phóng viên giống như họ, cho nên họ bị ảnh hưởng thôi. Đó là cô Quỳnh Hòa Bình. Và sau này là bạn Quy. Mình làm mình phải nghĩ tới các bạn đồng nghiệp khác. Thà mình đừng tự nhận là phóng viên, nếu mình nhận là phóng viên là nhà báo. Thì vẫn còn có những phóng viên và nhà báo chân chính. Như nhà báo Song Minh, nhà báo Thanh Hiệp, về mảng cải lương nè, văn hóa nghệ thuật nè. Và rất là nhiều anh chị em nhà báo khác.
Và các bạn làm như vậy, người ta sẽ đánh giá chung những cái người đồng nghiệp của mình. Và làm như vậy mình rất là có lỗi đối với các anh chị em đồng nghiệp. Có nhiều người thì họ biết phân biệt anh A, chị B, cô C. Nhưng có nhiều người người ta đọc những cái bài báo của cái cô Quỳnh và Bình và mạt sát một cái người mà không hề quen biết, và thậm chí không có dẫn dụ và không có luôn cái dẫn chứng cụ thể luôn, nhưng mà vẫn áp đặt là bất hiếu, là hư đốn hư từ, thì người ta sẽ đánh giá chung. Vô tình các bạn làm ảnh hưởng cái nghề nghiệp của các bạn chứ không phải là ảnh hưởng của nghề nghiệp của tôi. Các bạn phóng viên làm xấu thì là xấu cái nghề nghiệp của các bạn, chứ đâu có ai nói là phóng viên làm xấu mà nghệ sĩ hư theo đâu. Nhưng mà tại vì anh em của tôi cũng có rất là nhiều anh em ta làm phóng viên, và phóng viên rất là nhiệt tâm, nhiệt tình. Như nhà báo Thanh Hiệp á, được báo Người Lao Động anh ở Việt Nam, nhưng mà tình hình sinh hoạt ở hải ngoại anh nắm hết, bởi vì anh trực tiếp anh liên lạc với từng nghệ sĩ, cho nên thông tin rất là chính xác và hoàn toàn chính xác. Cho nên rất là chính xác. Đó là một cái đạo đức của một cái người phóng viên. Và tôi, trong khi tôi sống trong hoàn cảnh ở bên này, và tôi thấy cái chuyện mà đi hát nhà hàng mà gọi là ngán ngẩm, gọi là ê chề, thì là rõ ràng là cái đó là thông tin sai lệch. Bao nhiêu tiền bối người ta diễn ở nhà hàng, hỏi hết luôn đi ở bên Việt Nam, từ các cô chú thế hệ vàng cho tới các em sau này luôn, hát nhà hàng là chuyện bình thường. Bình thường chứ không có gì mà lạ. Bây giờ tính mời các bạn cùng theo dõi cái trích đoạn Châu Du ha. Châu Du đại số ấy. Và cái trích đoạn này tính sẽ hát với nghệ sĩ Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa cũng là một đứa em. Cái trích đoạn này nè quý vị, mà quý vị thấy là có cởi ngựa, có múa, mà hồi trước chúng tôi hát nhà hàng đó. Hát nhà hàng á, không có cái gì phải ngán ngẩm hết đó bạn. Các bạn phóng viên nào mà viết cái bài mà hát nhà hàng ngán ngẩm của báo mới mà ngôi sao mới gì đó, ngán ngẩm là cái tiết mục á, hát có hay hay là không, và cái người diễn viên á, có chê cái chỗ đó nhà hàng mà hát không có hết lòng hết sức là không. Thế là có chê khán giả đi vô nhà hàng không có sang trọng rồi hát hời hợt hát cho có hay là không. Nha. Cái đó mới ngán ngẩm á. Chứ hát nhà hàng mà hát bằng tâm huyết, hát bằng cái nhiệt huyết yêu nghề, hát bằng cái lửa nghề thì không có cái gì gọi là phải ngán ngẩm hết. Còn nếu như các bạn nào viết cái bài báo mà hát nhà hàng ngán ngẩm á, thì bạn nên có một chuyến qua bên Mỹ để mình tìm hiểu. Vậy theo cái bài viết của tôi đã dẫn chứng cụ thể từng thời điểm, mà cái đó là rất là ít nha. Cái đó là giống như là tôi túm cho nó gọn lại một vài sự kiện thôi, chứ thật sự ra là hàng chục, hàng trăm cái sự kiện, bao nhiêu cái show diễn ở nhà hàng bên này. Mà nghĩ sao? Nghĩ sao mà nói hát nhà hàng ngán ngẩm trời. Rạp bên này đâu có phải dễ bút. Lố khoảng một, lố một phút nó chạc 1.000 nha. Thí dụ bây giờ làm hợp đồng á là 12 tiếng đi. 12 tiếng đi. Lố 12 tiếng 1 phút là nó chạc 1.000. Mà cứ vậy nó cứ chặt hoài. Mà cải lương ở bên này đâu phải khán giả như bên Việt Nam. Bên này cải lương có mấy người à. Nhiều khi năm trước tôi làm cải lương xong, năm sau tôi qua tôi mời người ta. Tôi thấy cái hình trên bàn thờ. Năm trước tính làm show xong, cái tới năm sau cái tính làm show nữa, cái qua mời cô chú đó nữa chứ bộ. Mà cái cô đó hay dặn, con mà làm cải lương là cô phải ngồi cái hàng đó nha, cái ghế đó nha, không được bán cho ai nha, bán ai là cô giận nha. 3-4 năm liên tục, tới cái năm thứ 6 qua nhà, ủa sao gọi hoài không được, cái đi qua nhà cái đem hai cái vé qua, tại vì cô dặn là cái ghế A5 là phải là cô ngồi A5-A6 chứ không có được bán cho người khác, giá bao nhiêu cô cũng lấy phải ngồi đúng cái chỗ đó mới được. Qua nhà cái gõ cửa bấm chuông, kinh con, cái có chị kia mở cửa, nó dạy cho con gặp bác 10. Bác 10 dặn mỗi lần mà làm cải lương á thì đem vé tới cho bác 10. Cái nói bác 10 hả con? Mở cửa xong cái tôi lú cái đầu vô, tôi nhìn lên bàn thờ, úi cái hình bác 10 nằm trên bàn thờ. Vô thắp 3 cây nhang cho bác thôi. Khán giả cải lương bên này là vậy, không có thêm mà chỉ có mất đi từ từ thôi. Mất đi từ từ thưa quý vị. Cái điều đó là điều rất là đau lòng của nghệ sĩ cải lương ở bên này.
không thêm vô, không có thế hệ kế thừa, mà càng ngày càng mất đi, mất đi, mất đi. Và tới bây giờ mà một show làm cải lương ở bên này mà khoảng 300 400 khán giả là mạnh dữ lắm rồi đó, 500 khán giả là kể như là show đó là đông dữ lắm rồi đó thưa quý vị. Kiếm cái show nào mà 1.000 khán giả. Bởi vì mấy anh chị á muốn mà cái bằng của mình mà nó có chất lượng á, nên đi ha. Nên đi, nên học hỏi. Nếu không ta sẽ nói là gì? Ếch ngồi đáy giếng. Mà quý vị thưởng thức trích đoạn Châu Du Đà Sói nha. Danh khắp chư bang, đại đô đốc Ngô Trào, châu Công Cần, châu Du, lòng trung báo đáp hoàng ân, nguyện phơi gan trái mật chốn xa trường. Chính tề đội ngũ khí giới gươm giáo sẵn sàng, lệnh ta truyền phát pháo khai binh, cấp Lưu Bị biêu đầu răng chúng tên quân. Xin dừng bước cho em tỏ phương đôi lời, giữa chốn xa trường sức yếu vết thương còn mang, chàng đừng ra sức, đừng vì căm tức làm cho tổn thương hùng mạnh. Sao ta có thể yên nhìn cười chê kinh châu đã mất, cùng tên không mình không trời chung. Tương công, thiếp xin chàng bà tương công, nàng mau trở lại luôn phòng để ta nước sống tự giác. Lòng ta đây trà khuyên, liều thân giữa mối thâm thù, quyết chẳng cam lòng, gia cát không mình cười chê. Vì lầm mưu kế người
chàng cần nên tĩnh dưỡng thân vàng. Bởi trận xích bức chàng đã thọ thương, làm tổn hao chân khí. Thiếp xin tướng công hãy nén hờn căm, lo thuốc thang điều trị. Phụ nhân, nghĩ sao an khi Kinh Châu quận rơi giặc tại Lưu Hấn, kể ta bài điệu hổ ly sơn lỏng giả thành chơn. Ta khó nguôi hờn căm, đêm thở than ngày không an lòng đau. Mùa chưa phụ không mình, mất Kinh Châu ngô hầu lo âu. Kẻ mưu nay đã không thành, quyết lòng chờ khổng minh. Diệt Lưu gia hướng ban, quyết tâm giành Kinh Châu. Giấc Ngô Dương diệt quân Tàu, tức lòng nhìn Lưu gia nơi khuê phòng. Phục nàng quân nương giao quà tình quyến ương, ta quyết đem binh ra chống ngăn. Thoáng nghe phu lang tỏ bài, đất Kinh Châu nay chẳng còn. Thêm khuyên phu lang bước sầu, hỡi chàng dằn tâm nén hờn căm, lo dưỡng ngàn thuốc thang. Phụ nhân, ta từng đấu trí với Gia Cát Lượng, hắn thắng ta chỉ trước một nước cờ. Mưu sắp bại sang Ngô Quốc cầu hôn, bắt Lưu Bị phải quần lại cổ quần. Kể ta bất thành nên hổ mặt châu vô, ta thề sẽ không đổi trời chung. Có Gia Cát Lượng sẽ không có Châu Du Công Cẩn. Tướng công ơi, chàng chỉ muốn thắng Gia Cát Lượng mà để muôn dân thống khổ lầm than sao? Lúa Quyền Đức là kẻ tài cao, lại có ngũ hổ tướng tấn trung bò trợ. Kẻ đáng giết là Ngụy Vương Tào Tháo. Thục và Ngô nên kết tình giao hảo. Thiếp xin chàng đừng để sinh linh biển máu vùi chung. Phụ nhân, nàng nên nhớ câu, thân danh tướng và thành danh trên vương giáo. Nhất tướng công thành dạng cốt khô, tướng công ai xin chàng ấy bình tâm cho thiếp có đôi lời phân to. Nếu cứ đấu trí so mưu cùng không minh gia cát thì cứ cùng ngũ hổ tướng tranh hùng thì chung khó thoát nguy. Cùng chúng một kẻ thù sao chàng chẳng nghĩ suy, phải hiệp sức đồng tâm diệt trừ phương gian ác, dẹp bỏ thù riêng cùng khổng minh gia ca, để muôn dân sống trong cảnh thanh bình. Thân nam nhi nơi xa trường, dẫu hùng hiểm bao nguy nàng, quyết minh chứng lòng chung ai quốc. Như một lòng dũng nước phò vua, hân hùng anh chí trai tung quần. Đành lòng nào mắt lấp làm ngơ, nhìn non nước lâm dòng hiểm nguy. Rủ tiếng biển
tiếp mời chàng nhấp càng chốn phòng quê tiếp tựa cửa trong chồng tiếng chàng ra chốn biên đình quê nhà dò dò một mình ngóng trông xa trường gió ngỡ nước sông ngày ta thương ngộ chỉ công dân tạm biệt. Giờ đố đố cả nhà này, cái bài cuối cùng mà Tính mới hát á, quý vị có nghe quen không ạ? Cái điệu thôi nha, cái điệu thôi, cái điệu thôi, mọi người có quen nghe quen không? Tuyệt vời, cảm ơn Nguyệt. Cái điệu rất là quen. Đúng rồi, Thủy Trần. Thủy Trần đúng là fan ruột của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Cái điệu cuối cùng trong cái vở Lưu Kim Đính Chiêu Phu, trong cái trích đoạn Lưu Kim Đính Chiêu Phu, đoạn mà Cao Quân Bảo chia tay với Lưu Kim Đính. Và cái đặc biệt là cái trích đoạn Lưu Kim Đính Chiêu Phu là cố nghệ sĩ diễn với rất 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 nhiều nghệ sĩ. Rất nhiều nghệ sĩ. Và các em sau này nè, Bình Tinh, Quế Trân, Trinh Trinh, ảnh diễn hết qua rồi. Đặc biệt là cái thế hệ sau này, ba em được diễn với cố nghệ sĩ Vũ Linh, diễn vai Lưu Kim Đính. Còn cố nghệ sĩ đóng vai Cao Quân Bảo, đó là Bình Tinh, Quế Trân và Trinh Trinh. Đó mới là fan ruột của cố nghệ sĩ đó. Nó mới dám nói về cái lương nữa. Một vai diễn mà diễn với ba cô Đào, mà ba cô Đào là thế hệ em cháu đó nha. Anh không có kén Đào. Mà cái vai Cao Quân Bảo này thật sự là nặng với bộ quý vị, so với cái vai Lữ Bố là nó nặng hơn nhiều. Múa vũ đạo rồi cả ngựa. Mà ảnh lại thích hát Cao Quân Bảo và dứt khoát không bao giờ hát Lữ Bố. Bởi vì không phải là cái vai Lữ Bố mà mặc đồ không đẹp, không phải là kép đẹp. Và cái vai Lữ Bố không phải là cái vai không hay. Mà nó cái tính cách, cái thằng cha đó, cái tính cách thằng đó kỳ lắm, tao ghét không. Tính cách, nó tính cách của nó hèn, nó làm sao không mê gái mà nó hèn sao mà nó không thích. Nói chung là ổng không phải là không thích, là vai Lữ Bố là không phải là kép đẹp. Vai Lữ Bố là một vai kép đẹp, mặc quần áo phục trang đẹp, có vũ đạo luôn, vô múa kích động bà Bảy Phùng Há hát, bà dạy cho chị Thanh Anh Tâm, dạy cho cô Mỹ Châu. Bà Bảy Phùng Há là dạy cho chị Thanh Anh Tâm với cô Mỹ Châu là cái lớp mà hí đó. Cô Mỹ Châu cũng diễn cái vai Lữ Bố rồi, giả trai, xuất sắc. Chị Thanh Tâm cũng hay lắm. Bà Bảy thì hay rồi. Mà ông Năm này dứt khoát không hát. Ông nói cái vai thằng đó nó sao sao, tao ghét ông. nghe ngược. Ồ, cuộc đời của ông này có nhiều cái vui lắm quý vị. Đúng rồi. Bữa nào mình nhắc cái vụ Lương Sơn Bá này. Trong cái nghề nghiệp nó có một cái gọi là một cái hằn, một cái vết hằn á. Có nghĩa là riết rồi cái nó quen á, nó thành cái thói quen. Ông diễn Lưu Sơn Bá mà tới cái đoạn đó là tự động ông cười. Mà 100 suất y như 100 suất, làm như là riết rồi thành cái thói quen luôn. Diễn mà Tứ Cửu có khi là Chí Linh, có khi là Kim Tử Long. Có khi là anh Linh Trung, hồi xưa hát Trần Hữu Trang 2 là anh Linh Trung đóng vai Tứ Cửu.
Rồi chị Thị Trang là đóng vai Thị Trang mà Đoàn Bay hát cái Lương Nhân Vũ Trang á, là cái nhóm cái khóa sau chị Vân Hà đó là chị Thị Trang. Trời tôi còn rành dữ dễ sợ đi. Thì lúc đó anh Linh Trung hát vai Tứ Cửu, chị Thị Trang hát vai Ngân Tâm. Rồi ổng hát Lương Sơn Bá, mà có khi chị Hằng hát Lương Sơn Bá thế ổng. Bữa nào ổng mệt quá thì chị Thanh Hằng thế. Đó. Ổng dạy cái vai Lương Sơn Bá cho chị Thanh Hằng luôn. Rồi có bữa Thợi Mỹ đóng vai Ngân Tâm nữa. Mà cứ tới cái đoạn Nam Sơn Tiểu Lộ là cười. Và cái đoạn mà học trò đó, cái đoạn mà gặp Mãi Văn Tài đó, lại đứng cười khơi khơi trên sân khấu. Rồi riết là quen vậy đó. Rồi tới đó tự động cười, không ai nói gì cũng cười nữa. Rồi anh Năm có nhiều cái, nói chung là đặc biệt quý vị. Nhiều cái điều thú vị về ảnh. Cả những cái khắc khe khó khăn, rồi cả những cái hài hước vui nhộn. Và có những cái nhắc về ảnh là rớt nước mắt. Đúng rồi. Không, ảnh diễn ra Linh Trung mà chứ ảnh cũng cười dữ lắm. Rồi có bữa, nhiều khi bữa nào ảnh tắt tiếng, ảnh mệt, thì chị Hằng Thế cũng một vài suất, chị Thanh Hằng, chị Hằng Thế và Lương Sơn Bá. Ổng dạy hết. Nói chung là tôi thấy là cái dàn mà hạnh phúc nhất là Ngọc Quyền, Thanh Hằng, Thanh Tâm, Tài Linh, Thoại Mỹ, Phương Thủy. Đó. Nếu nói về cố nghệ sĩ Vũ Linh, là những cái người đó gọi là gần ổng nhất và hiểu ổng nhất. Rồi ngoài ra có Ngân Tuấn, Chí Linh, Dân Hà. Đó. Còn Trọng Nghĩa là lâu lâu. Trọng Nghĩa Chiêu Hùng là lâu lâu ghé chơi thôi. Chiêu Hùng lần nào ghé cũng bị ổng chửi chứ. Ông nhậu như là gì vậy đó. Ông nhậu mà ông hút thuốc, diễn về xong mà nhậu thuốc. Mà ông Chiêu Hùng tới ông chửi Chiêu Hùng. Nghe nói là mày nhậu dữ lắm. Anh Năm nghe nói lúc này mày nhậu dữ lắm á mày. Hả? Nghe nhiều người mét lắm cái em Chiêu Hùng ấy. Ai nói với ông? Thì tao nghe người ta nói. Thì tôi chỉ giống ông thôi. Ông cũng nhậu vậy. Ông nhậu không ổng la người ta. Kiểu mà đàn anh đó quý vị, trong lòng của cố nghệ sĩ Vũ Linh có cái này nè. Đối với những người mà thân tình với ảnh á, là lúc nào anh cũng ra dáng một cái người anh hết trơn. La rồi rầy, hát dở hát ẩu là chửi. Bởi vì sao quý vị? Bởi vì em ruột không có điều kiện chửi, không có điều kiện la rầy. Nên chứ mấy ông mà giống như là Chí Linh nè, rồi chị Hà nè, rồi anh Trọng Nghĩa, anh Ngân Tuấn, đó, mấy người đó gần còn nhiều hơn mấy người em của ảnh nữa. Nói chung mấy người em có chuyện thì mới về kiếm thôi. Có chuyện chạy về tẩy chút xíu rồi này nọ. Cần nào có chuyện gì cần mới về kiếm này. Bởi vì sau này có một lần ông Tiểu là Tiểu Linh đó, cậu Bảy đó. Chú Bảy lên, chú Bảy nói chú Bảy tuổi, chú Bảy không có sống bằng cái tình cảm gia đình. Giống như là ý là anh Năm lãnh tốt với người ngoài không, mà chẳng có tốt với em út trong nhà. Nhưng mà thật sự ra là không phải, anh không có cơ hội. Bây giờ thành ra anh gặp mấy đứa em như chị Mỹ, rồi chị Tâm, chị Quyền, rồi Chí Linh, Dân Hà, Ngân Tuấn, Trọng Nghĩa, Chiêu Hùng. Thí dụ anh nghe ai nói gì mấy người này sai, anh hay la. Nhiều khi cũng thèm la chứ, bảo mà em mình thì mình la không được, không có cơ hội. Bị gì về cái là có chuyện cái mình đuổi đi hết trơn rồi. Không có gần mấy người em nhiều. Đó, cho nên gặp mấy anh em đồng nghiệp là ảnh ai cũng tôn trọng và ai cũng xem ảnh giống như là một người anh trong nghề, mà còn là một người anh trong gia đình, nhất là mấy chị. Và cái này nói thật, nếu mà chấp thì tôi chịu nha. Nếu mà nói về mà so với các chị nha, cái người gần anh Năm, cái người thân tình với cố nghệ sĩ Vũ Linh nhất thì chắc chắn là Thanh Anh Tâm, là quý vị biết rồi, đúng chưa? Chắc chắn là chị Tâm rồi, bởi vì chị Tâm có cái mối quan hệ tình cảm trước kia nữa. Nhưng nói về những đứa em
mà được ảnh bảo bọc chở che nhiều nhất là chị Phương Hồng Thủy và chị Thanh Hằng. Chị Thủy và chị Hằng là hai người đồng cam cộng khổ với anh Năm nhiều nhất, với anh cố nghệ sĩ Vũ Linh nhiều nhất. Và sau này khi hai chị có những cái chuyện buồn trong cuộc sống thì cũng chính cái vòng tay của cố nghệ sĩ và chính cái bờ vai của cố nghệ sĩ là cái người mà nâng bước và giúp cho các chị trở lại có cái niềm tin ở cuộc sống và thành công đi tiếp cái đoạn đường nghệ thuật. Cả chị Quyền cũng vậy luôn. Chị Linh thì là anh em ở trong nghề và những gì dính dáng tới nghề thì ảnh trao đổi với chị Linh. Còn về cái cuộc sống ở ngoài thì chị Linh có một cái gia đình và chị Linh là một cái người lớn và chững chạc trong cuộc sống. Và chị Linh cái hạnh phúc gia đình cũng có luôn. Thành ra chị Linh ít gặp cái chuyện khổ đồ này nọ lắm. Ổng khổ tâm nhất là cái thời điểm mà fan của Thanh Anh Tâm với fan của Tài Linh đó quánh nhau. Ổng đứng cửa giữa. Từ từ em sẽ kể bữa nay nhiêu đó thôi. Bữa nay là tiết lộ chút xíu thôi đó. Vòng tay như thế nào ôm ấp chị Thủy, bờ vai nào nâng đỡ chị Thủy. Rồi đối với chị Hằng, khóc với chị Hằng như thế nào, tâm sự với chị Hằng như thế nào. Chị Hằng bây giờ còn đó, một nhân chứng sống. Mình nhá thôi, tới đây thôi chứ mình không có nói nữa. Ha quý vị ha. Câu chuyện sẽ còn rất là dài về cố nghệ sĩ Vũ Linh. Và có những cái sức ảnh hưởng của ảnh đối với đồng nghiệp, em cháu rất là nhiều. Sẽ nói xấu cố nghệ sĩ Bạch Mai. La bình tĩnh không được là mắng vốn. La bình tĩnh không được, nói bình tĩnh không nghe là gọi mắng vốn vô bộ. Em ơi, em xử con nhỏ con em đi. Má Năm Bạch Mai nhiều lắm quý vị ơi. Và những cái câu chuyện đẹp về cố nghệ sĩ không. Bởi vì thành ra trong cuộc sống có gì đâu mà mình phải buồn. Đúng không? Biết rằng quý vị nãy giờ chia sẻ với Tính nhưng mà không có cái gì. Không có cái gì phải buồn và không có gì phải bận tâm hết. Tính bận tâm là những ngày tháng sắp tới. Quý khán giả có còn ủng hộ mình hay không? Và những cái câu chuyện của mình còn có thu hút quý vị hay không? Còn có gợi cho quý vị những cái ký ức về cố nghệ sĩ Vũ Linh hay là không thôi. Chứ còn đối với những cái chuyện bên ngoài thì xem như trước giờ mình chưa bao giờ mình có đi thì mình không có buồn. Giống như hồi nãy nội một cái trích đoạn thôi mà cái bài nhạc cuối thôi mà biết bao nhiêu người nhớ cái điệu nhạc này cố nghệ sĩ Vũ Linh đã từng hát qua. Có nhiều người ta gọi là thập nhị lan can và có nhiều người ta gọi cái điệu đó là cái điệu gì nữa nè, nó có hai tên lận mà nó cái kiểu tựa giống nhau. Tính nhớ là có thập nhị lan can. Rồi còn một cái tên nữa. Cái bài, mỗi một bài hậu quả nó có tên hết. Và có những cái bài mà do nhạc sĩ Minh Tâm của Đồng Minh Tơ sáng tác á, thì họ sẽ lấy tên Minh Tâm Vọng Nguyệt Lầu hay là Minh Tâm Hành Khúc. Đó, Minh Tâm Hành Khúc là quý vị đã từng nghe trong cái Lý Thường Kiệt là tính có hát cái bài Minh Tâm Hành Khúc. Ok, thôi cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Và ngày hôm nay Tính chia sẻ như vậy không phải là để hờn trách hay là gì hết, nhưng để cho quý vị biết rằng trong cuộc sống có những cái chuyện mà mình nghĩ rằng nó thành nhưng cuối cùng thì nó lại không thành, và biết đâu được những cái điều không thành nó lại tốt cho mình hơn, nó lại tốt cho mình hơn là khi nó thành công. Bởi vì khi mà nhận một cái thương hiệu và quảng cáo cho cái sản phẩm đó, mình phải chịu trách nhiệm rất nhiều về cái sản phẩm nó sẽ đến với cộng đồng quý vị khán giả nhiều hay là không. Và có được sự ủng hộ của mọi người hay không, đó là cái trách nhiệm của mình. Và nếu như vậy thì những cái câu chuyện chia sẻ với quý vị sẽ không còn được nhiều nữa. Nó sẽ bị bớt lại. Và bị ngắn lại để quảng cáo cho sản phẩm. Có đúng không ạ? Còn bây giờ thì không cần phải quảng cáo sản phẩm. Bây giờ thì nói thoải mái, không cần phải 10 phút phải quảng cáo cho sản phẩm, hay là 15 phút phải quảng cáo cho sản phẩm. Bây giờ chỉ quảng cáo cho cố nghệ sĩ Vũ Linh được rồi. Và mình không có bị gò bó vào trong cái nội dung và cái quảng cáo.
Thật sự là thưa quý vị, bởi vì cuộc sống Tín mới nhận lời. Bởi vì Tín cũng lo là bởi vì nghe nói là cặp đất mà ăn rồi đi ăn mày đó. Thành ra cho nên mình muốn ổn định là cái không còn phải những cái công việc như là chăm sóc người già và phải thức đêm. Khi một tuần thức tới 4 đêm. Thành ra nếu mà được cái này thì mình sẽ nghỉ và mình không còn làm những cái việc vặt kia nữa. Lo tập trung cho cái quảng cáo, sản phẩm và cái YouTube thôi. Nhưng mà bây giờ thì không được thì mình trở lại bình thường. Trở lại bình thường. Ok, Vũ, Nguyệt, Vi, Hương, Amada Ngân, 97. Toàn là những người thương quen không? Hồi nãy có một cái món quà của một bạn tặng cho Tính mà Tính đang hát. Tính đang hát cho nên Tính không có cảm ơn được. Có một món quà, bữa nay có một món quà đó. Của một bạn nào đó. Xin chân thành cảm ơn rất là nhiều nha. Những món quà ủng hộ cho tinh thần. Dạ đúng rồi. Mình cứ nhẹ nhàng, mình không có gì phải lo toan phiền muộn hết. Không, rõ ràng hồi nãy giờ Tính chứng tỏ là với tất cả quý vị là Tính không có để bụng và cũng không có buồn. Ca hát thoải mái y như là trước kia thôi. Và bây giờ mình cảm thấy vui hơn là mình không có bị gò bó bởi vì cái giờ công ty đưa ra và phải quảng cáo. Thì thay vì cái thời gian mình quảng cáo sản phẩm thì mình nói về những câu chuyện của nghệ sĩ nhiều hơn, mình hát nhiều hơn. Dạ, chào đại ca. Rồi, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại. Dạ, những cái gì muốn nói là nói với cái bạn gì làm YouTube nha. Dạ, đừng kêu tên em và đừng cũng đừng có xin lỗi em khi sau này xảy ra như thế này như thế kia. Mình tránh đụng nhau đi, cho mình đỡ phiền. Ha, mình tránh đụng nhau cho đỡ phiền. Quy cũng vậy, Quy cũng cân nhắc. Bởi vì cái này cũng không đáng đâu Quy. Và tôi thấy là nên dùng những cái kiến thức mà mình học hỏi được. Những cái kinh nghiệm trong cái nghề làm báo của mình đó. Nếu mình giúp cho đời, giúp cho người được đó, thì tốt. Chứ đừng có dùng cái kiến thức đi dẫn dắt dư luận. Và viết những cái bài để phân biệt kẻ ác, rồi kẻ dữ, kẻ hiền đồ này nọ. Ổn lắm, kiến thức của mình đã để giúp đời, giúp người. Nó còn có được mọi người yêu thương hơn, được mọi người quan tâm hơn. Dạ thật, không có gì đâu quý vị. Lúc nào cũng vui mà. Anh Tính mà, tâm từ tâm. Đó, bởi vậy thành ra cũng ý trời đó. Nếu mà bây giờ làm cho sâm thì sâm của em đâu có được uống, phải uống sâm của người ta. Còn giờ xong em còn nguyên một hộp anh mới khui, anh bỏ tủ lạnh kìa. Giờ tiếp tục uống sâm của em thôi. Vậy thôi. Tính đầm gần xong nhiều cái trích đoạn của cố nghệ sĩ mà. Hàng Tố Mai, Triệu Quân Dẫn, Hàng Tố Mai Mạo Chiếu. Rồi Từ Hải Thọ. Trời ơi, bao la, đừng có sợ. Dạ. Đừng có sợ là hết trích đoạn. Không, hết trích đoạn mình qua ca nhạc. Đó. Giống như Tính nè, đâu có cần phải hay dở đâu. Chỉ có mình, người ta thương mình thì mình hát lọt lỗ tai người ta. Đó, tôi hồi trước giờ đó ai kêu tôi là ca sĩ Lê Tính hay là nghệ sĩ cải lương Lê Tính, là tôi là hài. Và tôi đá tùm lum sân. Nhưng mà tại sao mà cô chú bác người ta vẫn theo dõi và tới giờ này vẫn còn 300 mấy, 400 người xem? Bởi vì người ta thương. Thương cho nên cái lỗ tai người ta nghe là lọt hết đó. Lọt hết á. Còn cô kia là giải ba gì sao nói ngôi rồi kênh YouTube rồi ca sĩ rồi gì chân truyền đồ nói nghiệp nói nghề đồ. Bây giờ hát thử coi có ai nghe không? Dạ không ạ. Em là miễn bàn nha. Miễn bàn. Bởi vì khi mà tôi đã có ác cảm rồi là cái gì cũng tôi cũng thấy dở hết, tôi tập. Sống không thật thì làm sao mà diễn thật được. Và có nhiều bạn hỏi tôi cái kinh nghiệm sao mà anh Tính mới lên ngồi nói chuyện mà cô bác lại thích. Cho em cái bí quyết. Em thật. Em phải thật. Ngồi chia sẻ với khán giả. Mình đừng có giả. Mình đừng có bẻ giọng. Mình có gồng. Mình phải chia sẻ những cái gì chân thật nhất và gần gũi nhất. Để cho mọi người thấy rằng mình không phải là một YouTuber mà là một người anh em, bạn bè hay là con cháu trong gia đình. Thì
mình sẽ làm lay động được cái trái tim của người ta. Và chỉ có cái sự thật và nói bằng con tim, từ trái tim mới chạm đến trái tim mà thôi. Còn cố tạo, cố ngồi bẻ giọng rồi cố làm ra vẻ đồ, khép nép đồ này nọ, là người ta càng thấy giả, là người ta sẽ không bao giờ người ta thích. Ha. Trời ơi. Trời, tôi nói tới bữa nay mà có người khen cái giọng Lê Tính hay quá. Ok, cảm ơn cả nhà nha. Chúc may mắn sức khỏe và bình an ha. À, chúng ta sẽ gặp lại. Trời, đau quá chút xíu tháo ra là nó ê hết nguyên cái đầu này. Nó bị cái này nè. Cái này cắm vô này. Giờ nó ê, nó tê cứng luôn nguyên một cái đầu. Em phải tháo liền mới được.